Bánh mì tôm, chắc hẳn đây là lần đầu tiên mà mọi người nghe tên của cái bánh này luôn đúng không? Rất là lạ luôn, bởi vì đây là loại bánh mà mình vừa mới chế ra trong mùa dịch này luôn á mọi người. Những ngày như thế này thì ở nhà cũng không biết làm gì hết trơn, mà muốn làm bánh hay là nấu đồ ăn thì mình cũng không có kén chọn được, tại vì nó cũng không có còn nhiều nguyên liệu để cho mình có thể dễ dàng đi mua hoặc là dễ dàng tìm kiếm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng chính nhờ cái điều đó mà mình đã sáng tạo ra được một cái loại bánh. Và khi mình làm xong á mọi người, kết quả rất là mỹ mãn luôn, bánh ăn rất là ngon. Lớp ở bên ngoài thì giòn rụm luôn á mọi người, nóng hôi hổi. Còn cái lớp bánh ở bên trong thì rất là dai, dẻo, cho nên ăn rất là thích luôn á mọi người. Và đặc biệt là bánh này khi mà mọi người ăn chung với muối mì tôm hoặc là ăn chung với tương ớt thì cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn nè. Mình chỉ cần xịt một chút tương ớt vào trong cái bánh phồng lên của mình như thế này. Bây giờ thì cắn một cái rộp, một cái trời ơi vừa nóng vừa ngon, cây cay vị tương ớt mặn mặn ngon lắm luôn á mọi người. Và đặc biệt là bánh này có nguyên liệu từ mì gói của nhà mình nè, cho nên là nếu như các bạn đã ăn mì gói khá là ngán rồi và còn nhiều mì gói quá không biết làm gì thì bây giờ hãy cùng lấy ra và làm bánh cùng với Gen Nguyễn nha. Thành phần thì vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần chuẩn bị bột năng nè, và thứ hai là một gói mì gói mà các bạn yêu thích. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại mì nào ha, mình thích mì nào thì mình sử dụng mì đó, chứ mình không có bắt buộc phải sử dụng bất kỳ loại mì nào. Mỗi loại mì thì nó sẽ cho ra một cái hương vị riêng. Đầu tiên thì mình sẽ bóp vụn cái vắt mì ra như thế này. Cái bước này thì mọi người nếu như có máy xay sinh tố thì sẽ làm nhanh hơn, nhưng mà nếu mọi người không có máy xay sinh tố thì cũng chẳng sao cả. Các bạn ở bước này có thể dùng một cái chày để giã nhuyễn nó ra, hoặc là các bạn có thể cho vào một cái bọc ni lông và sau đó đập ra cho mì nó nhuyễn. Đó thì nếu như mà không có máy xay sinh tố thì hơi tốn thời gian và hơi mỏi tay một tí. Nhưng mà nếu mọi người có máy xay thì chỉ cần bỏ vào và xay nhuyễn ra như thế này là mọi người, cho đến khi mà cái mì tôm của mình nó trở thành dạng bột á. Bây giờ thì mình sẽ đổ thêm một chút bột năng vào nha. Ở bước này thì mọi người có hỏi mình là thay thế bằng bột mì hoặc là các loại bột khác được không, thì thật sự là mình cũng không có câu trả lời, bởi vì bánh này thì mình làm với bột năng thì nó sẽ, cái bánh của mình sẽ rất là dẻo và nó sẽ rất là dai, và mình cũng chưa có thử cái công thức này với các loại bột khác, cho nên là lần sau nếu như mình có thử thì sẽ quay lên để cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì Gen sẽ đổ cái hỗn hợp bột này ra một cái chảo, nếu như mọi người có thể sử dụng nồi vẫn ok nha. Bây giờ thì cho thêm một chút nước lọc bình thường nè. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cho nó tan bớt bớt đi, rồi bây giờ mình sẽ bắt lên trên bếp và mình sẽ bật lửa lên. Mọi người cứ sử dụng lửa vừa bình thường nha, không cần phải lửa nhỏ. Xong rồi bột của mình nó sẽ kẹo lại như thế này nè mọi người, nó sẽ sền sệt và dính lại như thế này. Thì mọi người lấy cái đũa đảo theo hình tròn cho mình. Đó, cứ như vậy cho đến khi bột của mình nó đã đủ cái độ kết dính rồi thì mình sẽ tắt bếp và nhấc xuống. Ở cái khúc này thì mọi người cẩn thận nha, tại vì nó khá là nóng á, và khi trong cái quá trình mà mình đảo bột như thế này á thì cái nhiệt nó bốc lên cũng rất là nhiều. Bây giờ thì sau khi mà mình nhấc xuống để cho bột nó hơi nguội bớt một tí thì mình sẽ đổ bột năng khô vào. Thì bây giờ mình sẽ nhồi bột. Làm bột bằng cách này á, thì nói chung là nó cũng sẽ hơi phức tạp hơn là cái cách nhồi bột truyền thống á mọi người. Bởi vì khi nhồi bột truyền thống thì mình chỉ cần đổ nước sôi vào bột thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì có thêm cái bột của cái gói mì nữa, cho nên là mình làm cách này nó sẽ đảm bảo cái tỷ lệ thành công cao hơn á mọi người. Bây giờ thì sau khi mà mình đã nhồi cái cục bột này với bột năng khô thì mình nhồi chập hồi là cái cục bột của mình nó sẽ bự gấp 2 luôn á mọi người. Cho nên là khi mà mọi người nấu á, thì mình cũng nên ước lượng nha. Mắc công là mình làm nhiều quá mình không có ăn hết thì bỏ rất là phí á. Bây giờ thì mình sẽ nhồi bột cho đến khi cục bột của mình nó đã không còn quá dính tay nữa. Nhưng mà mọi người chú ý là cũng đừng có để cho cục bột nó quá khô nha. Tại vì khi cục bột nó quá khô thì các bạn sẽ rất là khó để tạo hình. Bây giờ thì mình sẽ tạo thành những cái hình tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này nè mọi người. Tại vì Gen cũng không có khéo tay nữa cho nên là cũng không có tạo thành nhiều cái hình khác. Nói chung là cũng không có thường xuyên làm bánh cho nên là chỉ biết là tạo ra những cái bánh tròn tròn như thế này cho dễ ăn thôi. Mọi người lưu ý là khi mà mình bỏ vào trong tô thì nhớ thêm một lớp bột năng khô, kẻo mấy cái bánh nó lại dính vào nhau thì nó sẽ rất là khó chịu và sẽ làm xấu mấy cái bánh của mình á. Bây giờ thì mình sẽ bắt một cái chảo chống dính lên. Mọi người nhớ nha, là chịu khó lấy cái chảo chống dính, chứ lấy cái chảo mà bình thường á thì cái bánh của mình nó sẽ dính vào cái chảo luôn, không có lật được đâu. Cho dầu vào, một lớp dầu cũng đừng có nhiều quá, bình thường thôi mọi người, không cần quá nhiều nhưng mà cũng đừng quá ít thì bánh nó sẽ khó chín. Bây giờ thì mình sẽ bật lửa lên và chiên bánh nha mọi người. Có một cái điều này mà không biết mọi người có biết không, đó là những cái loại bánh mà liên quan đến bột lọc á,
thì khi mà mình chiên lên ăn nó vẫn rất là ngon á mọi người. Đó, bột lọc mà chiên bột năng á mọi người, bánh từ bột năng nè, hay còn gọi là bột lọc, thì khi mà mình chiên lên á thì ăn rất là ngon. Cho nên là các loại bánh từ bột lọc, bột năng thì mọi người có thể thử bằng cái cách chiên để mình ăn thử nha. Sau khi mình chiên xong thì mọi người xem nè, thành quả của mình nè. Mấy cái bánh hồi nãy là mình nặng là nó hình tròn dẹp dẹp. Bây giờ mình chiên lên cái bánh nó phồng lên rất là dễ thương luôn á mọi người. Jen lấy cái gói muối mì và mình rắc rắc lên như thế này thì lát nữa mình ăn nó sẽ rất là thấm vị. Còn những bạn nào mà không thích ăn muối mì thì các bạn có thể ăn với tương cà, tương ớt, hoặc là thậm chí nếu các bạn thích ăn ngọt thì có thể chấm với đường, ăn cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bẻ cái bánh ra cho mọi người xem nè. Lớp ở ngoài thì nó giòn rụm luôn, còn lớp bên trong á thì nó dẻo dẻo dai dai, thích lắm luôn á mọi người. Và đặc biệt là ăn cái bánh này á, nó nghe cái mùi vị của mì tôm cho nên rất là lạ luôn. Mình thấy là cái công thức này vừa đơn giản mà lại vừa dễ làm luôn. Nếu một ngày nào đó mà bạn đang thèm ăn vặt, ăn một cái bánh chiên giòn nhưng mà trong nhà lại không còn bất kỳ một cái nguyên liệu nào hết, thì các bạn có thể thử làm cái bánh này cho gia đình của mình ăn, cho bản thân của mình ăn cũng rất là ngon và vui á mọi người. Và đây là mình sau 30 phút làm bánh, và bây giờ mình sẽ ăn theo hai cách. Cách đầu tiên thì mình sẽ ăn với muối mì, còn cách thứ hai thì mình sẽ ăn với tương ớt. Mình thấy cách nào cũng ngon hết luôn á mọi người. À mà mình cảm thấy là cái bánh này mà mình làm thêm một chút mỡ hành á, xong rồi mình bôi bôi lên cái bánh mình ăn với mỡ hành chắc cũng ngon lắm mà nha. Mọi người có thể thỏa sức sáng tạo để tìm ra nhiều cách ăn cái bánh này sao cho ngon nhất. Còn mình thì mình thấy cái công thức này cũng có thể gợi ý cho mọi người thêm nhiều cái món kiểu như thú vị để mọi người có thể làm trong những cái thời gian rảnh rỗi ở nhà nè, hoặc là những ngày mà mọi người không có nhiều nguyên liệu để làm bánh nhưng mà vẫn muốn ăn bánh. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Chúc mọi người sẽ làm bánh thành công. Và nếu như mọi người thích kênh của Jen thì đừng quên là nhấn nút đăng ký và like video này để lần sau chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người làm bánh thật là thành công và ăn thật là ngon. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video lần sau.